Chào mừng các chị và các bạn đã quay lại với buổi livestream định kỳ trên kênh YouTube cộng đồng Affiliate Marketing Việt Nam cũng như là Hoàng Long Team ha. Thì ở đây thì có Long và Hùng, và ngày hôm nay thì như đã thông báo thì Long sẽ tổ chức một cái buổi livestream để giải đáp một cái câu hỏi, đó chính là cái việc mà chúng ta xây dựng một cái kênh TikTok bằng cách là re-up lại video TikTok thì nó có hiệu quả hay không ha. Nó có thể giúp mình có thể kiếm được traffic hay không? Giúp mình có thể là bán hàng online không, hay là giúp mình có thể kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết hoặc là kiếm tiền online hay không ha. Đó, thì ở đây là một cái bài đăng của Long trên Facebook cá nhân này đó, và cái bài đăng này thì thu hút được rất là nhiều cái bạn quan tâm ha. Đó, và rất là nhiều người đã inbox và liên hệ với Long ha, và hỏi Long những cái câu hỏi mà hôm nay Long cũng sẽ hỏi Hùng trong cái buổi livestream ngày hôm nay ha. Hùng chào mọi người đi. Okay, chào mừng người đến với buổi livestream hôm nay của cộng đồng Affiliate Marketing Việt Nam với Hoàng Long Team ha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp một số những câu hỏi mà các bạn đang quan tâm về cái hình thức là chúng ta sẽ re-up bán hàng với TikTok. Ok, thì không biết là các anh chị và các bạn đang tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay, các bạn có nghe rõ âm thanh hay là có thấy được hình ảnh hay không ha. Các bạn hãy để lại bình luận để Long với Hùng có thể bắt đầu cái buổi livestream ngày hôm nay. Đặc biệt là rất là mong là các chị và các bạn đang tham gia cái livestream ngày hôm nay á, có thể giúp Long và Hùng chia sẻ cái buổi livestream này lên cái Facebook cá nhân của mình ha, để buổi livestream có thể diễn ra một cách tốt nhất, được nhiều người tham gia nhất và nhiều người xem nhất ha. Đặc biệt là các anh chị và các bạn đang quan tâm về TikTok á, thì có thể để lại bình luận ha. Không biết là những anh chị và các bạn đã đặt câu hỏi cho Long trong cái buổi Long đăng cái bài viết á, thì có đang ở đây không ạ? À? Nếu mà có thì có thể để lại bình luận giúp Long ha. Để Long sẽ đăng một cái bài viết lên cái phần thông báo Facebook để coi có anh chị nào vào. Ok, ngày hôm nay thì trước tiên á, thì Long sẽ hỏi Hùng ha. Đây là những cái câu hỏi mà những anh chị đã inbox trực tiếp cho Long và hỏi Long ha. Long cũng đã tổng hợp lại và Long sẽ hỏi Hùng. Nhưng mà trước tiên giới thiệu sơ về Hùng tí cho các bạn biết là Hùng là một người thực chiến trong cái việc là xây kênh TikTok bằng cách re-up ha. Re-up TikTok đó. Thì cách làm để đó thì Long cũng đã từng chia sẻ cho các anh chị và các bạn rồi, cũng như Hùng với Long cũng đã từng làm những buổi livestream giới thiệu về cách làm này rồi ha, chứ không phải là không có. Các bạn có thể lên trên YouTube của cộng đồng Affiliate Marketing Việt Nam hoặc là kênh YouTube Hoàng Long Team để có thể tìm hiểu thêm ha. Các bạn có thể lên YouTube hoặc là Google search cái chữ re-up TikTok đó, thì đường nào cũng có thể vô bọn mình ha. Một là vô kênh YouTube cộng đồng Affiliate Việt Nam hoặc là kênh YouTube Hoàng Long Team. Còn nếu Google thì đường nào cũng sẽ vô website vuongchihung.com hoặc là hoanglongteam.com thôi. Đó, các bạn có thể search cái khai quật là re-up TikTok ha. Rồi, ok. Bây giờ Long sẽ hỏi Hùng trước, hỏi Hùng những cái câu hỏi về TikTok. Rồi sau đó thì các bạn có câu hỏi nào về TikTok thì các bạn cũng có thể để lại trong cái phần bình luận ha. Thì Long với Hùng cũng sẽ đọc bình luận và trả lời các câu hỏi các bạn về việc là xây dựng kênh TikTok ha. Rồi. Ở đây thì tôi có thống kê được là 5 câu hỏi ha. 5 okay. Câu hỏi. Thì tôi sẽ hỏi ông từng câu một và ông có thể trình bày hoặc là có thể show kết quả cho mọi người xem gì đó. Nếu mà cần thì có thể share màn hình nha. Ok. Cái câu hỏi đầu tiên á mà các bạn hỏi tôi rất là nhiều đó chính là cái việc mà mình re-up TikTok thì nó có ảnh hưởng cho kênh về lâu dài hay không? Hay cụ thể hơn đó chính là TikTok nó có xóa kênh mình hay không? Thì ở thời điểm hiện tại thôi, còn 1-2 năm sau hoặc là những cái chính sách sau thì mình sẽ không biết được, tại vì mình sẽ không nói trước được là tương lai nó sẽ như thế nào. Okay. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại đến bây giờ luôn á thì mình vẫn re-up bình thường. Cái thứ nhất là những cái nội dung mà mình re-up thì nó xoay quanh về bán hàng thôi, cho nên là cái nội dung nó không có bị dính những cái nào mà TikTok nó cấm. Cái thứ hai là bạn phải xác định được là cái nội dung mà mình cần làm là
kiểu mà nội dung sạch á, thì mình sẽ không không có bị, mặc dù là mình cũng re-up nhưng mà không phải là mình cứ đao về mình up lại ha, đó là re-up trực tiếp. Nhưng mà mình làm một cái cách đó là mình sử dụng hình thức là bán content, là mình phải trải qua thêm hai cái bước nữa. Thứ nhất đó là mình download về, thứ hai là mình sẽ qua thêm hai cái giai đoạn, đó là mình sẽ xử lý video đó. Xử lý video thứ nhất là bạn sẽ dùng một số cái phần mềm bên thứ ba, là ví dụ như mình sẽ tăng cái chất lượng hình ảnh lên, hoặc là mình sẽ lật ngược cái video đó lại đó. Và thêm một cái nữa là nếu như mà bạn bán hàng luôn á, thì bạn sẽ sử dụng cái hình thức là đóng watermark trên cái video đó, bởi vì là thằng TikTok ở thời điểm hiện tại nó kêu bằng nó dở hơn thằng YouTube một xíu, nó y chang thằng Instagram vậy đó. Là nó chỉ cho phép mình là đặt một cái link duy nhất ở trên cái trang bán hàng hoặc là cái trang cá nhân của mình thôi. Cho nên là để tăng cái CTR, tăng cái hiệu quả hơn á, thì bạn nên đặt cái số Zalo hoặc là cái trang web gì đó, tức là để nhận dạng thương hiệu á trên từng cái video. Như vậy á thì mình mới tối ưu hóa được cái CTR của mình. Thì làm như vậy thì nó nói là re-up thôi, nhưng thực tế khi mà mình đã xử lý qua hai giai đoạn rồi đó, thì nó trở thành một cái video là bán content hoặc là content này. Cho nên là ở thời điểm hiện tại hoặc là về sau mà bạn làm như vậy thì cái việc mà nó xóa kênh này kia cũng rất là khó. Và thêm một cái nữa là mình sẽ hạn chế lấy những cái video mang cái thương hiệu cá nhân của người khác. Ví dụ như là một cái ông bác sĩ đó mà ông làm kênh mà mình lấy trực tiếp cái video đó, thì có khả năng là tương lai mình sẽ bị, nhưng mà thời điểm hiện tại thì không hơn đó. Thì tốt thì mình sẽ lấy những cái nội dung nào mà không có bị dính cái cá nhân hóa, ví dụ như những cái video mà không có show cái mặt của một cái người nào đó nhất định đó, thì mình làm thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Ví dụ như là những cái video dạng thời trang nè thì sử dụng được nè, thời trang thì nước ngoài thì vô tư lấy bình thường. Cái thứ hai là mình dùng những cái video kiểu mà ẩm thực ăn uống nè đó, thì nó không có bị dính cái cá nhân hóa của cái người đó, thì mình làm thì nó sẽ an toàn rất là nhiều. Ok, bây giờ Long tổng kết lại cho các bạn về cái phần câu trả lời của Hùng này. Không biết là bạn đang theo dõi cái livestream này có hình dung ra cái việc là re-up TikTok là gì chưa ha? Thì re-up TikTok nghĩa là bọn mình sẽ tải những cái video, ví dụ như bây giờ các bạn muốn xây một cái kênh TikTok về ẩm thực đi, thì mình sẽ dùng một cái công cụ để mình tải những cái video chuyên về ẩm thực về. Đúng rồi. Những cái video này thì có thể là nằm ở những cái kênh TikTok nước ngoài nha. Đó. Và sau đó thì mình sẽ làm một cái bước nữa. Bình thường á nha, các bạn có thể up trực tiếp lên kênh luôn. Đó, nhưng mà cái đó thì cái tỷ lệ nguy hiểm cho kênh rất là cao. Nhưng mà ở đây thì bọn mình sẽ làm thêm một vài bước nữa. Đó là mình sẽ kiểu như là edit lại cái phần video đó một tí. Edit ở đây có nghĩa là mình sẽ thứ nhất là lật cái video nó lại. Ví dụ xoay ngang nó gì như nè. Đó. Hoặc là chúng ta có thể thêm cái thông tin liên hệ của mình vào cái video đó ha. Đó thì gần như nó là một cái video hoàn toàn mới luôn, hoàn toàn mới luôn, chứ không phải là nó chỉ có nội dung giống cái video kia thôi, nhưng mà cái nội dung cái video đó là TikTok được xem là một cái video mới ha. Đúng rồi. Đó thì cho nên là cái độ an toàn của cái kênh nó cũng khá là cao ha. Nhưng mà ở đây thì bọn mình cũng không thể cam kết được là về lâu dài nó như thế nào ha. Đúng rồi. Tại vì cũng chưa biết. Tại vì thậm chí là bây giờ chúng ta làm những cái nội dung content 100% mà cũng chết mà. Nói giờ bọn mình đã từng bị rất là nhiều rồi ha, chứ không phải ít. Từ cái việc là xây kênh YouTube và bọn mình đúc kết được là khi mà mình đã làm trên nền tảng người khác rồi á, thì đừng có nghĩ là cái gì đó mãi mãi. Đúng rồi, một Chưa số biết. người xây kênh content khoảng tầm 1 triệu view nó vẫn cho bay kênh bình thường mà, thì cái việc mà đó thì mình sẽ không có tránh khỏi được những cái tình huống đó. Nhưng mà bù lại nếu mà bạn đi theo cái hướng mà dạng re-up bán content như thế này á, thì mình sẽ có thể là scale được nhiều cái kênh hơn. Ví dụ như thay vì mà bạn bỏ chất xám và bạn làm 100% đúng không, thì có thể là một ngày bạn chỉ làm được khoảng vài video là cùng, hoặc làm một hai cái là cùng. Nhưng mà mình làm theo cái dạng mà re-up bán content ấy, thì bạn có thể là nuôi hàng chục kênh đó, có thể là hàng vài chục kênh, nó tùy vào cái thời gian mình bỏ ra. Nói chung là mình có thể là làm ra rất là nhiều những cái video như vậy, bởi vì là mình chỉ lấy về và mình edit lại thôi. Ok, xong chưa nhỉ? Bây giờ câu hỏi đó thì chắc lẽ là không biết là các bạn hỏi câu hỏi này có ở đây không ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến một câu hỏi thứ hai ha. Câu hỏi thứ hai là cái việc mà mình tự sản xuất nội dung với lại cái việc là mình re-up thì
nó có mang lại cho hiệu quả cho cái kênh hay không, ví dụ như là có cái lượt view như thế nào hoặc là cái lượt follow như thế nào, nó hiệu quả hơn không? Cái việc mà sẵn nói chung thì cái này thì nó sẽ ảnh hưởng một tí về cái ngách mà bạn lựa chọn như thế nào nữa. Ví dụ như cái ngách bạn lựa chọn mà nó không, nó kén người xem hoặc là cái chủ đề nó không có hot á, thì chắc chắn là view nó sẽ tụt. À còn mình lựa Không không chọn cái không, ngách ý ý là vậy nè. Ý là cái việc á, ví dụ như bây giờ mình cùng làm một cái video, một cái kênh chuyên về ẩm thực đi ha. Và cái việc là mình tự sản xuất nội dung 100% content của mình, so với việc là mình làm re-up cùng với cái nội dung đó luôn, thì cái nào nó hiệu quả hơn? chưa chắc, tại vì đôi khi ông làm thuần content cũng chưa chắc là sẽ view ngon hơn là ông làm re-up, bởi vì là nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là về cái nội dung của cái video nó như nào, đôi khi mình cảm thấy nội dung tốt đúng không, nhưng mà nó lại không không có đúng với cái thị hiếu của người dùng đó. Thì cái thứ hai là mình sẽ bị hạn chế một cái nữa là mình bỏ quá nhiều thời gian để mình xây dựng cái nội dung. Ví dụ như một ngày thì tôi nói ông có thể làm, ví dụ như làm về ẩm thực đi, thì ngày còn làm nhiều nhất cũng tầm 1-2 video là cùng đó, cho nên là mình sẽ bị hạn chế rất là nhiều về mặt thời gian. Nói chung thì mình tự làm content thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều, nhưng mà sẽ khó trong cái việc mà mình nhân rộng nó ra cũng như là mình scale nó ra. Với lại thêm một cái nữa là mình sẽ bị tốn rất là nhiều chi phí nếu mà mình tự làm về content. Ví dụ như làm về ẩm thực đi thì phải tốn tiền mua mua rất là nhiều thứ để mình về mình nấu các kiểu, mình quay. Cái thứ hai là nếu như mà mình làm những cái nội dung ví dụ như là về về make up này kia đi, ví dụ như là về làm tóc này kia đi, thì thật ra thì ở nước ngoài nó cũng có rất là nhiều nội dung tương tự như vậy đúng không, mà mình tự làm thì rất là ok, bởi vì nó là cá nhân hóa. Nhưng mà nó sẽ bị một cái là rất là tốn kém đó, mình tốn kém rất là nhiều thứ, nhiều chi phí, và nói chung là mình sẽ không rất là khó trong cái việc mà mình scale ra nhiều kênh để mình làm. Và cái quan trọng mà mình hướng tới là mình đi nhanh nè, và đi nó kiểu mà nó nhanh nhất có thể, thì chỉ có cái hướng là mình edit thì nó sẽ nhanh nhất thôi, còn cái hướng mà mình bỏ ra mình làm content đó, thì nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Đó, việc đi nhanh thì các bạn làm tiếp thị liên kết lưu ý nha. Nhiều khi là một cái vòng đời của một cái sản phẩm, một cái chiến dịch tiếp thị liên kết nó rất là ngắn. Đúng rồi. Mà mình cứ tập trung mình xây content 100% á. Khi mà xây lên và bắt đầu có những cái lượt view đầu tiên, hoặc là bằng ví dụ như làm YouTube hoặc là làm website mà vừa mới có bắt đầu lên top, có bắt đầu chiến dịch ngừng đó, thì mình sẽ mất rất là nhiều công sức mà làm không có, cuối cùng cũng không bán được hàng nha các bạn. Cho nên là cái Đúng này rồi. rất là quan trọng đối với những bạn làm tiếp thị liên kết đó. Chúng ta cần có một cái lượng traffic ngay lập tức hoặc là một cái khoảng thời gian ngắn đó, thì chúng ta nên làm cái cách này nó sẽ hiệu quả hơn ha. Đúng Rồi, rồi. giờ câu hỏi thứ ba đó chính là mình xây dựng một cái kênh TikTok bằng kiểu re-up này thì mình có bán được hàng hay không? Đó. Như mình nói đó, quan trọng là bạn sẽ lựa chọn là cái hướng bạn đi như thế nào, cái ngách bạn đi như thế nào, cũng như là cái nội dung mà bạn muốn hướng tới người dùng như thế nào, thì nó mới ra được đơn. Thì ví dụ như là đơn giản như bạn làm về cái ngách, đây ví dụ như mình sẽ show về cái ngách mà mình đang làm luôn ha, cho bạn tham khảo vô trình Sao ạ? bày đúng không. Rồi. Để. Rồi, ok, thì cái ngách mình làm á là về cái mấy cái mặt hàng về chăm sóc tóc các kiểu đó. Đúng không? Đó thì mình sẽ xây dựng cái nội dung về về những cái video về làm tóc các kiểu này, đúng không? Đó. Đó. Vậy thì nếu như bạn tự làm nội dung á thì có phải là với mỗi một video như vậy thì bạn phải tốn rất là nhiều về về chi phí nè, rồi về content quay dựng này, đúng không? Rồi về rất là nhiều, thì những nội dung tương tự như vậy ở bên nước ngoài nó có rất là nhiều đó, thì mình tận dụng về mình việt hóa nó thôi đó, thì mình làm. Thì cũng có một số bạn kiểu như là không thích sử dụng cái nội dung của người khác đúng không, thì như vậy thì bạn tự làm cũng được, nhưng mà nếu như một ngày thì bạn có thể up được bao nhiêu video mà đó, và bạn sử dụng bằng tool bằng công cụ thì một ngày bạn có thể là up rất là nhiều những cái video như vậy đó, thì số lượng nó sẽ bù lại được với chất lượng đúng không? Đó. Đó, và mình kèm với đó là những cái video bán hàng. Đó thì mình cũng sử dụng cái nguyên tắc là 80-20. Thì 80 cái nội dung mà mình làm á là về giải trí, là về hướng dẫn cách tết tóc như thế nào, hướng dẫn cách buộc tóc như thế nào, cũng như là
hướng dẫn cái cách mà bạn chăm sóc tóc như nào, và 20% cái nội dung của mình á, là mình sẽ bán hàng trên đó là làm những cái video giới thiệu về sản phẩm. Vậy thì nếu như bạn làm tiếp thị liên kết nói chung á, thì bạn sẽ được cung cấp rất là nhiều những cái, ví dụ như là nguồn video của những KOL này kia. Thì như mình nói ở những cái video trước á, để bán được hàng mà dễ nhất á, thì bạn sẽ tận dụng những cái video có những người KOL mà họ quảng cáo á, thì mình làm nó sẽ ok nhất, nó sẽ dễ chuyển đổi nhất. Rồi bù lại thì nếu như bạn tự kinh doanh đúng không, thì bạn bán hàng của bạn đúng không, thì bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm nào mà nó sẽ có cái brand, ví dụ như có thương hiệu một tí, và những thương hiệu đó có những người KOL mà quảng cáo về sản phẩm này tí, thì mình sẽ lấy nguồn về và mình up lên thôi, mình re-up lên thôi đó, thì nó sẽ dễ ra được đơn hơn. Quan trọng là mình sẽ cái hướng mình phát triển cái kênh như nào và mình xây dựng nó như nào thôi đó. Còn đây là những cái đơn hàng mà mình làm của tháng này nè đó, thì nó cũng rất là đáng kể ha đó. Thì nguồn của mình hầu như là từ xây dựng, một số cái nguồn social đổ về, nói chung là TikTok nó chiếm cũng khoảng tầm 50% trong số đơn này đó đó, bởi vì là mình cũng xây khoảng tầm tháng nay à, thì nó cũng có một cái lượng traffic nhất định rồi đó. Và nếu mà bạn làm được một kênh đúng không, thì mình sẽ scale ra được nhiều kênh. Thì ví dụ như đây mình mở cái tool cho bạn xem á. Đó thì mình sẽ scale được nhiều kênh nè, rất là nhiều kênh luôn. Và ở trong tháng này, bởi vì mùa dịch đó, thì mình ít có đi lại, ít có việc nhiều, thì mình tập trung là mình làm kênh nữa. Thì có thể tháng này mình sẽ phát triển thêm vài kênh nữa, hoặc là thông chục kênh nữa để mình làm đó. Thì nói chung thì theo cái hướng re-up á, thì bạn sẽ có rất là nhiều cái content và có rất là nhiều cái nội dung để bạn làm đó. Và bạn sẽ đỡ hơn rất là nhiều về cái thời gian mà mình làm content ha. Okay. Nói chung là ra đơn hay không á, công cụ nó chỉ là một cái để giúp cho mình đi nhanh hơn, nó giúp cho mình là đỡ mất thời gian hơn thôi. Còn cái việc mà làm ra tiền hay không á, thì nó phụ thuộc vào cái tư duy mà mình đi, mình làm sáng tạo như thế nào nữa. Đôi khi mà bạn tự làm content thì cũng chưa chắc gì nó ra tiền đâu ha. Còn cái đó thì nó phụ thuộc vào cái hướng mình đi như thế nào à. Thì thật ra là nội dung bạn chỉ cần, thật ra nói chung là cái mạng xã hội nói chung về TikTok, về YouTube, mình không nói về website thì chắc chắn là mình bán hàng rồi. Về mạng xã hội nói chung là về Zalo nè, TikTok nè, Facebook nè, YouTube nè, thì những người xây dựng cái nền tảng này ra để làm gì? Để kết nối người dùng và cho người ta một cái trải nghiệm tốt nhất. Thì bạn làm như thế nào mà cho khách hàng của bạn lướt xem những video của bạn mà không cảm thấy khó chịu khi mà bạn bán hàng đó, và bạn vẫn tận dụng cái nguyên tắc 80-20, thì chắc chắn nó sẽ ra đơn hơn. 80% nội dung đó thì mình sẽ làm những cái dạng hướng dẫn hoặc là những cái dạng mà kiểu mà giải trí cho người dùng, và 20% là mình bán hàng cho đó, thì chắc chắn nó ra đơn hơn đó. Ok, cái việc mà xây dựng kênh TikTok như thế này á, việc re-up á, thì bên Long và Hùng thì có vừa hỗ trợ công cụ luôn nha. Thì nếu như mà bạn nào muốn tự mua công cụ về tự làm, thì bên mình có bán công cụ, có bán bản miễn phí, bản dùng thử 300.000 và có bản trọn đời luôn nha. Thì cái công cụ này nó dùng để làm gì? Nó dùng là cái việc là nó sẽ download video từ những kênh TikTok nước ngoài về, và sau đó thì nó xóa cái logo đúng không? Đó. Đúng rồi. Rồi sau đó thì bạn có thể dùng cái tool đó, bạn up ngược lại lên cái kênh của bạn, up hàng loạt luôn nha các bạn, tải hàng loạt và up hàng loạt luôn. Đó, cho nên là nếu như bạn nào quan tâm về cái công cụ này, có thể liên hệ thông qua thông tin liên hệ trong cái livestream này á, để có thể dùng thử hoặc là có thể mua dùng luôn ha. Thì cái này thì bên mình sẽ có một cái buổi hướng dẫn bạn cách để dùng cái này ha, nếu như bạn mua dùng. Nhưng mà cái này bạn tự dùng và tự xây kênh cho mình ha. Còn nếu như mà anh chị nào là doanh nghiệp à, các bạn không có thời gian để các bạn có thể xây cái kênh TikTok này theo cái hình thức này á, thì các bạn có thể thuê ha, thuê bên Long làm. Thì cái việc mà để có thể thuê bên Long làm á, thì giá cả như thế nào á, thì các bạn có thể xem trong cái link mà nó đang chạy ở phía dưới màn hình á, đó là vovs.com/on nha, hoặc là xem trong cái phần mô tả của video á, thì các bạn có thể xem phần báo giá trong đó nha. Chi phí okay. Cũng khá là hợp lý rồi. Và bên mình không phải là không thể làm được những video content để xây kênh cho các bạn, nhưng mà bên mình lựa chọn một cái giải pháp mà nó hiệu quả nhất cho khách hàng và cái chi phí tốt nhất. Đúng rồi.
Chứ bây giờ bạn mà thử thuê một người mà edit video cho bạn đi, họ thu một cái video chắc cũng vài triệu ấy, một vi một Đây giây. thì bây giờ mình sẽ tính giá một cái video content mà bạn bạn thuê ngoài hoặc là bạn bạn làm để bạn có thể tham khảo ha. Thứ nhất á là cái chi phí mà để edit một cái video thì nếu mà video về TikTok á thì thường là họ sẽ tính bằng phút, thường á là 1 phút edit đâu đó khoảng tầm từ 500 cho tới 700 nghìn hoặc là 1 triệu nếu mà hiệu ứng nhiều. Cái thứ hai á, là để có video mà bạn mà có được một cái nội dung tốt á thì bạn cần phải lên kịch bản, thì bạn phải thuê một người để lên kịch bản cho video hoặc là lên cho một cái series bạn làm. Cái thứ ba nữa là nếu mà bạn có người quay á, thì việc đó mình không nói. Còn việc mà bạn kiểu như mà bạn thuê á đó thì ít nhất là cũng phải tầm vài triệu cho một video nếu mà những người nào mà dạng KOL đó, còn dạng mà ấy, lộn xin lỗi, dạng influencer thôi, còn dạng KOL á là nó sẽ ít hai ít ba con số, nó rất là nhiều. Rồi thêm một cái nữa là thường á là bạn cộng lại những chi phí ít nhất là một video á, bạn cũng tốn khoảng tầm vài trăm cho tới tầm 1 triệu cho một video ha. Đó thì các bạn thấy đi, mà bây giờ xây tầm khoảng vài trăm video thì nó như thế nào đúng không? Ở đây thì Long thấy có một vài câu hỏi của các bạn tham gia livestream này, tí nữa thì Long cũng sẽ trả lời các câu hỏi này ha. Có anh gì cà phê sách hỏi là cái công cụ dùng thử ở đâu ha, muốn dùng thử thì cái việc dùng thử thì mình có thể liên hệ Zalo ha, trong cái phần mô tả video có thông tin liên hệ. Và dùng thử thì nó có một cái vấn đề là mình chỉ có thể tải hàng loạt được thôi, chứ mình không úp hàng loạt được nha các anh chị, tải hàng Đúng loạt được rồi. thôi, không úp hàng loạt được đó. Đây đây đây. Đang nói chuyện rồi. Ok ha, thì thông tin của tôi thì anh cứ xem ở dưới cái phần mô tả ha, thì tụi em có để á thì anh cứ vào tham khảo xem ha. Rồi ok. Câu hỏi của bạn gì ta, một bạn Mai à, Sài Gòn miền Nam. Sao còn đâu mà bài, câu hỏi của bạn ấy thì cuối với cái phần livestream này thì mình sẽ trả lời nha. Rồi tiếp tục thôi. Bây giờ tôi có một cái câu hỏi là ông theo kinh nghiệm của mình ấy, thì ông thấy là độ tuổi của những cái người mà đang dùng TikTok á, là khoảng bao nhiêu? Thì cái này khi mà các bạn chạy quảng cáo á, thì khi mà bạn lên cam, bạn set cam á thì nó sẽ có những cái con số cụ thể và nó thống kê cho mình xem. Thì nói chung á là cái độ tuổi mà nhiều nhất ở TikTok thời điểm hiện tại là đâu đó là dưới 25, thì nó đâu đó chiếm khoảng tầm 50 đến 60%. Nhưng mà nó sẽ không nói lên được điều là cái việc mà với cái độ tuổi đó mà cái những cái mặt hàng mà người lớn tuổi mình không bán được ha. Bởi vì là quan trọng vẫn là cái content và cái hướng mình đi như thế nào thôi. Nhưng mà tốt nhất thì vẫn phải tập trung vào những cái mặt hàng nào mà phù hợp với cái lứa tuổi đó, nó sẽ ok nhất, bởi vì là cái lực lượng này nó chiếm cái số lượng nó đông. Đó thì cũng với một câu hỏi đó thì tôi có một cái người bạn thì bạn ấy cũng hỏi tôi là bây giờ bạn ấy muốn xây kênh TikTok đấy, nhưng mà bạn ấy lại bán một cái sản phẩm mà có độ tuổi là 30 tuổi lận. Như vậy thì xây kênh TikTok có bán được hay không, xây có lãng phí hay không ha, trong thấy như thế nào? Nói chung là phải có sản phẩm cụ thể nữa để mình lên content, mình lên một cái Bán hướng để mình đi nữa. phải bán quần áo, bán quần áo, bán quần Quần áo mà áo, dành cho người từ 30 tuổi trở lên. quần áo trung niên đúng không? Thì cái lứa tuổi 30 á vẫn là cái lứa tuổi chiếm đại đa số người dùng trên TikTok nè. Thì bạn có thể là làm theo cái hướng mà ví dụ như là kiểu mà tư vấn mặt đẹp như thế nào nè đó, thì những cái dạng tư vấn như vậy á, thì nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều cái khách đó. Còn nếu như mà bạn có thể tự quay á, thì bạn sẽ làm cái dạng đó. Còn nếu mà bạn re-up á, thì bạn hay là sử dụng những cái nội dung của bên nước ngoài, ví dụ như là những cái nội dung mà thời trang mà người ta ăn mặc hàng ngày á. Nhưng mà ví dụ như là Việt Nam mình thì có một cái hạn chế là ví dụ như những cái áo mà bà ba hoặc là áo kiểu thôn quê này kia thì nước ngoài nó không có, thì cái đó mình phải chịu, mình phải tự quay. Còn ví dụ như những dạng thời trang công sở hoặc là những dạng thời trang mặc ngày mặc thường này kia á, thì nội dung rất là nhiều để mình làm. Quan trọng là bạn phải xây một cái kênh như thế nào mà có cái nội dung mà thu hút người dùng á, thì mình vẫn làm theo cái công thức là 20-80 thôi. Và thêm một cái nữa là những cái video mà mình làm á thì mình sẽ đóng cái watermark cái số Zalo hoặc là cái website hoặc là
cái thông tin liên hệ lên đó đó, thì chắc chắn là sẽ ra đơn thôi. Quan trọng là mình xây dựng kiểu mà mình build cái traffic nó nhiều lên, và thêm một cái là mình scale nhiều kênh lên thì cái độ phủ của mình cao, thì khả năng cao thì mình sẽ kiếm được đơn từ này đó. Nhưng mà thằng TikTok nó có thêm một cái nữa là những cái video nó sẽ đi theo là cái dạng hashtag chung á đó. Đó thì mình sẽ đi follow những cái kênh mà đối thủ, hoặc là những cái kênh nào mà nó cùng với cái insight khách hàng của mình, thì mình sẽ đi lấy những cái hashtag chung của họ để mình view chung đó. Thì mạng xã hội nó sẽ có một cái hay hơn một cái website, đó là cái tính tương tác chéo đó. Thì thêm một cái đó là những cái kênh mới lập mà có cái lượng follow ít á, thì cái hàng TikTok nó sẽ kiểu như là nó sẽ reach cho cái kênh của bạn hiển thị nhiều hơn nữa đó. Đó là những cái kinh nghiệm mà trong quá trình mình làm, nói chung là cái ngách nào vẫn có thể làm được hết, quan trọng là mình build traffic cho nó đủ nhiều thôi là chắc chắn sẽ có đơn. Ok, đó là năm cái câu hỏi mà khách hàng hỏi đó. Thì tôi cũng đã hỏi ông rồi, không biết là những bạn mà đã từng hỏi Long những câu hỏi này thì có đang tham gia cái livestream ngày hôm nay hay không ha. Thì Long cũng xin chào các bạn mà vừa mới tham gia cái livestream ha. Hôm nay thì Long và Hùng thì đang chia sẻ với nhau về một cái chủ đề, đó là xây dựng kênh TikTok bán hàng bằng cách là group TikTok nha các bạn. Ở đây thì nếu như mà các bạn đang muốn quan tâm về chủ đề này, có câu hỏi nào về cái việc là xây kênh TikTok thì mình có thể để lại câu hỏi nha, Long và Hùng sẽ chia sẻ. Tôi cũng có một cái phần này tôi muốn hỏi ông là, ví dụ như bây giờ mình ví dụ như hồi nãy tôi nói về việc bán quần áo đi ha, có nghĩa là đương nhiên là mình sẽ tải video về đúng không, mà chuyên về thời trang đúng không, rồi sau đó Đúng thì rồi. mình up một cái video mình bán hàng đấy. Đúng rồi. Như vậy thì kiểu như là nó hơi khác khác màu với những cái video khác tí á, thì nó có ảnh hưởng gì tới việc bán hàng không? Thật ra là nó chỉ cần cùng ngách thôi là nó ok à. Nhưng mà thằng TikTok nó có một cái hay hơn thằng Facebook á, là khi mà cái kênh của ông được bật like á, thì nhưng mà nó phải có điều kiện, nó kênh phải tầm từ 1.000 sub đổ lên, 1.000 follow đổ lên thì nó sẽ cho ông thấy một bật like. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, cái việc mà like trên TikTok á, cái lượng mà người dùng người ta xem á, nó nhiều hơn rất là nhiều. Và tôi có thử nghiệm một số kênh cũng như là một số bên mà họ xây kênh mà họ like á, thì cái tính tương tác trên TikTok á, nó cao hơn trên Facebook rất là nhiều. Livestream Bởi vì trên là TikTok hả? đúng rồi, bởi vì là cái đối tượng người dùng hiện tại người ta lướt TikTok rất là nhiều, cho nên là khi mà like á thì cái khả năng mà nó reach nó cao hơn thằng Facebook rất là nhiều. Thì các bạn đã biết cái đó, ở thằng Facebook ở thời điểm hiện tại á, cái việc mà mình đăng bài cũng như cái việc mà mình like stream hoặc là này kia nói chung á, nó bóp reach lên rất là cao đó. Thì bởi vì sao, bởi vì là nó sẽ chơi cái chiêu á, là nó sẽ điều hướng những cái người bán hàng này kia á, là về fanpage hết. Bởi vì là fanpage thì mình được phép là mình chạy quảng cáo, và cái cuối cùng nó hướng tới những người bán hàng là mình sẽ chạy quảng cáo đó. Còn thằng TikTok nó là một cái nền tảng mới, cho nên là nó sẽ ưu tiên hơn rất là nhiều so với những cái nền tảng cũ hiện tại đang có đó. Cho nên là cái việc mà livestream trên TikTok đối với những kênh nào mà đủ cái điều kiện bật like thì cái lượng người dùng tương tác nó rất là cao. Và thêm một cái là thằng TikTok nó hiển thị nội dung full màn hình đó, đó. Cho nên nó cũng là một cái lợi thế mà giúp cho người dùng ở lại lâu hơn so với là những cái nền tảng ví dụ như là thằng Facebook kiểu gì. Nói tới phần Facebook đó thì bạn Lộc Bùi Nguyên ha, Lộc Bùi Nguyên có một câu hỏi là cho mình hỏi là bán hàng trên TikTok hay là Facebook thì nó hiệu quả hơn. Ông thấy như thế nào? Cái này thì nó cũng tùy vào, nói chung là tùy vào sản phẩm nữa, chứ không phải là cái nào nó cũng hiệu quả hơn đối với từng sản phẩm. Thì thằng Facebook nó sẽ có một cái lợi thế, thì nó là một cái nền tảng lâu, nó là một cái người dùng nhiều và kiểu mà nó dạng lâu đời, thì chắc chắn là bán hàng trên Facebook thì nó sẽ hiệu quả hơn rồi. Nhưng mà quan trọng là mình có cái nền tảng sẵn thì mình làm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ như cái fanpage của bạn mà có cái lượng người dùng nhiều này kia nè, thì bạn bán thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều, kiểu như là nền tảng cũ. Còn nếu mà mới tăng mới hết luôn á, so về hai bên mà hai con số không hết mà bạn muốn phát triển bằng làm á, thì thằng TikTok nó lại có một cái lợi thế hơn. Bởi vì là thằng TikTok ở thời điểm hiện tại thì nó thu hút lượng người dùng nhiều hơn, và mình xây kênh trên thằng TikTok nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó. Còn nếu mà nền tảng cũ mà có sẵn á, thì
thằng nào nhiều thì mình làm thằng đó thôi. Còn nếu mà chưa có nền tảng nào hết á, thì bạn có thể chọn TikTok nó sẽ dễ hơn. Ok, câu hỏi câu trả lời rất là rõ ràng đúng không? Lộc Bùi Nguyên. Thì bây giờ nè, Long cũng có một cái gợi ý cho bạn á, là nếu như mà bây giờ bạn đã có một cái nền tảng trên Facebook rồi, có nghĩa là bạn đã có fanpage, có nhóm, hay là bạn đã chạy quảng cáo trên Facebook nó đã hiệu quả rồi á, thì cái điều quan trọng là bạn có muốn tìm thêm một cái nguồn traffic nữa hay không. À, nếu mà có tìm một nguồn traffic nữa thì bạn có thể nghĩ tới việc là xây kênh TikTok hoặc là YouTube hoặc là website ha. Đó. Đó. Còn nếu như mà bây giờ bạn mới bắt đầu đi, bạn chưa có Facebook, cũng chưa có TikTok, chưa có kênh gì cả, thì bạn có thể bắt đầu từ việc là làm TikTok, nó sẽ hiệu quả hơn là việc làm Facebook nha. Đó là câu trả lời của Hùng. Rồi bạn ấy là hỏi tiếp này. Cho em hỏi là Reup thì mình áp dụng like như thế nào là phù hợp, và có cách nào để like từ video có sẵn hay không? Bạn ấy hỏi là gì, hỏi Reup. Cho em hỏi Reup thì mình áp dụng like như thế nào? Cái này câu hỏi không rõ lắm nha. Reup thì nó liên quan gì tới like ta? Và Reup like. là cái việc mà mình xây kênh để mình có một cái lượng sub đủ để mình like thôi. Còn cái việc mà like Reup thì nó chưa có ha, với lại like từ cái video có sẵn á, thì ở thời điểm hiện tại nó chưa có đâu. Mình chỉ like trực tiếp bán hàng trên trên cái điện thoại thôi. Nguyễn Đình Huy, câu hỏi này của bạn Nguyễn Đình Huy ha. Bạn Nguyễn Đình Huy, bạn cần phải đặt lại câu hỏi rõ ràng, ví dụ như mình là livestream ở trên nền tảng nào, ví dụ như cách để like trên TikTok hay là cách để like trên Facebook. Và bạn có hỏi là cách để mà có thể like lại một cái video có sẵn á, thì các bạn có thể lên trên Google ha. Các bạn search cái từ là GoStream nha. Đó, GoStream là một cái nền tảng giúp bạn có thể phát lại một cái video ở dạng livestream ha. Bạn có thể livestream trên Facebook này, trên YouTube này ha. Rồi. Ở đây có bạn tiếng Trung nâng cao ha. Em muốn rỉ ốp TikTok theo ngách giáo dục. Cho em hỏi là em nên làm như thế nào? Ngách giáo dục này thì nó thuộc dạng là dạng cá nhân hóa, thì nó sẽ hơi khó một xíu. Ví dụ như là thường thì bạn lấy nội dung nước ngoài thì nó sẽ là tiếng nước ngoài đó, thì nó sẽ không ok lắm nếu mà bạn làm những cái dạng cá nhân hóa như này. Nhưng mà bạn có thể là tận dụng cái tool Reup TikTok để bạn scale lên nhiều kênh, để bạn phủ thương hiệu. Ví dụ như bạn làm một kênh chủ đúng không, bạn cố gắng làm một kênh chủ cho nó chỉnh chu, và bạn dùng cái kênh chủ đó đó bạn scale ra làm 5 kênh, 10 kênh, 20 kênh gì đó thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn cái này thì nó dạng cá nhân hóa thì mình Reup nó sẽ không ok đâu. À, ok. À, không biết là bạn tiếng Trung nâng cao bạn có hiểu ý của Hùng chưa? Có nghĩa là như thế này nha, bạn cần phải xây một cái kênh chính ha. Kênh chính này là kênh 100% là của bạn luôn, nội dung của bạn hết. Và sau đó mình sẽ re-up lại cái kênh của mình luôn, chính mình re-up kênh của mình luôn. Đó, và mình nhân rộng ra, mình xây nhiều kênh TikTok như vậy. Đó, để mình phủ cái thương hiệu của mình ha. Thì đó là cái câu trả lời của Hùng nha. Không biết là bạn tiếng Trung nâng cao còn ở đây hay không nhỉ. Rồi, có một cái câu hỏi của bạn Sao Cầu Miền Nam này. Bà ấy hỏi là sao em đăng bài nhiều mà không có hiệu quả. Câu hỏi này quen lắm luôn. Đăng Cái này bài. thì như mình nói đó, là bạn lựa chọn cái chủ đề ban đầu mình đi nữa. Không, các bạn này chắc là đăng bài Facebook đó. Bạn này chắc là một trong những cái học viên của các khóa đào tạo làm tiếp thị liên kết bằng cách là copy paste đúng không? Mình đang đúng ngách, mình đi đúng đường thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả rồi. Rồi bạn Nguyễn Đình Huy nè, dạ em hiểu rồi, em cảm ơn hai anh. Rồi rồi cảm ơn bạn ha. Bạn có câu hỏi nào có thể đặt tiếp nha. Thì up bằng thôn nhiều vậy có sợ bị sợ IP bị liệt vào danh sách là backlist hay không? Đây là câu hỏi của Tuấn Vi Vu. Sợ À, bị sau khóa. khi sử dụng tool khoảng tầm hơn một năm nay mà mình re-up và mình làm một số cái ngách cho khách hàng nói chung á, thì hầu như những kênh đó nó đều sống hết đó. Và ở thời điểm hiện tại thì nói chung là nó vẫn xài, nó vẫn chơi được, vẫn làm bình thường. Còn tương lai thì mình sẽ không có nói chắc được điều gì hết, thì hiện Ok. tại thì vẫn vẫn ổn áp, vẫn bình thường. Còn việc mà bạn sợ xóa IP ấy, thì thật ra là
vẫn có nhiều cách để bạn có thể lách được cái phần này mà. Không, nói chung là TikTok ở thời điểm hiện tại, TikTok và thằng Facebook nếu mà dùng tool của bên mình ha, thì bạn cứ đăng thoải mái, đăng vô tư, nó không không có vấn đề. Đặc biệt là cái kênh mà Reup Fanpage á, bạn có thể là đăng hàng trăm kênh, xin lỗi, hàng trăm fanpage hàng ngày thì nó vẫn ổn áp, vẫn bình thường. Và thời điểm hiện tại thì mỗi ngày mình đăng khoảng tầm 200-300 bay thì nó vẫn không sao á, trên cùng một cái nick Facebook luôn. Rồi, ok. À, bạn tiếng Trung nâng cao. À, cảm ơn các anh. Rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi, có anh chị và các bạn nào có câu hỏi nào thêm về cái việc là xây kênh TikTok nữa hay không ha, mình có thể để lại câu hỏi. Coi có bạn nào bình luận không? À, không, đang trò chuyện thôi. Thì các bạn có những câu hỏi nào liên quan về cái vấn đề này thì cứ đặt ra câu hỏi ha, thì mình sẽ giải đáp. Ở đây bạn Lộc Bùi Nguyên có câu hỏi này, cho em hỏi là em mới lập kênh TikTok thì chạy quảng cáo TikTok nên chạy Bao bắt nhiêu một đầu một ngày? ngày bao nhiêu? Nên chạy một ngày bao nhiêu? Như thế này ha, ở thời điểm hiện tại thì tài khoản quảng cáo TikTok mà để chạy được video profile cá nhân á, thì bạn phải là một cái tài khoản agency, còn tài khoản thường thì nó sẽ chưa hỗ trợ đó. Và cái mức mà chạy tối thiểu nhất mà một ngày á, thì sẽ chạy là 20 đô, bởi vì là 20 đô là nó cho tối thiểu à. Còn nếu mà ra là bạn chạy liên tục á, còn nếu mà bạn muốn chạy mà kiểu mà chạy kiếm 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 view kiếm sụp mà kiểu mà rẻ nhất á, thì bạn sẽ bích cái giá thầu đó xuống. Nhưng mà bạn bích xuống á, thì nó sẽ có một cái hạn chế á, là bạn sẽ không có tối ưu hóa cái lượt view đó. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại mình chạy một một ca view là nó đâu đó là khoảng bao nhiêu ta, 8.000. 8.000 là bao nhiêu tiền ta, bao nhiêu đô ta, nó tính theo đô. 8.000 là bao nhiêu đô hả? Đô 8 23 ngàn thì nó chia với 24.000, không phải ba đô. Thì ở thời điểm hiện tại nếu mà mình ấy, không phải nếu luôn, mà mình đang chạy view luôn á, là cứ 0,3 cho tới 0,5 đô là mình sẽ được 1.000 view đó. Và tùy vào cách mà bạn đi như thế nào thôi, nhưng mà sẽ có một một số cái mình gợi ý này. Ví dụ như bạn sẽ đăng cái video lên các kênh đúng không, cái kênh đó mà bạn để khoảng tầm một ngày hoặc 2 ngày gì đó cho nó rít cái tệp đó. Ví dụ như là bạn chạy về chủ đề về hàng thời trang đi, thì bạn đăng khoảng tầm 3 cho đến 5 hoặc là 10 video về cái chủ đề đó, và bạn sẽ coi là sau 2-3 ngày bạn sẽ coi lại là trong cái 10 video đó là cái video nào có cái lượt view ngon cũng như là cái lượt tương tác ngon, thì bạn sẽ đập tiền vào cái video đó bạn chạy, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với là mình up lên chạy liền ha. Bởi vì up lên chạy liền mình sẽ không biết được là người dùng nó thích cái dạng video nào, cũng như là thằng TikTok nó sẽ rích cái video nào của mình đó. Thì cái cách mà chạy hiệu quả nhất là mình cứ đăng lên để 1-2 ngày đi, khi mà nó rích đúng cái tệp ngon á, mình sẽ lấy cái video đó mình chạy. Còn cái tiền tối thiểu á, thì hiện tại nó cho là 20 đô ngày á. ở đây thì bạn ấy hỏi là bao nhiêu một ngày thì hiệu quả, có nghĩa là không thấy thì cái này bao nhiêu mình quan trọng ngân sách của bạn thôi đúng không? Đúng rồi, quan Với trọng lại là bạn 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 chạy như nào đó. Ví dụ như mình chạy về cái sản phẩm tóc đi, thì ví dụ như mình cứ chạy khoảng tầm 3 đô là mình gan đơn đó, thì 20 đô thì mình sẽ ra được là khoảng tầm 6 đơn đúng không, 6 đơn 7 đơn đó. Thì giờ mình muốn kiếm đơn nhiều thì mình tăng tiền nó lên thôi đó. Và bạn bạn tăng là bạn tăng không quá 30% so với một ngày, bởi vì là bạn tăng nhiều quá thì nó sẽ click tới một cái tệp khác, thì nó sẽ không tốt cho quảng cáo. Nói chung là tăng thì tăng, nhưng mà đừng có tăng quá 30% một ngày thôi. Ví dụ như bạn đang chạy là 100 đô một ngày đi, thì bạn không thể nào mà bạn ít lên 200 đô 300 đô được, bạn chỉ tăng lên khoảng 130, rồi qua ngày sau là tăng lên 150 thôi. Tăng nhiều quá nó sẽ không tốt cho quảng cáo. ok. Rồi bạn bạn ấy nghe rồi á, bạn ấy cảm ơn. Rồi ok. Không biết là còn anh chị và các bạn nào có câu hỏi nữa hay không. Thì nếu như các anh chị và các bạn nào quan tâm về cái việc là xây kênh TikTok bán hàng á, thì các bạn có thể liên hệ với lại bên Long thông qua cái thông tin đang chạy trên màn hình đó nha. Vô giá.com sạc on.
thì cái đó là một cái giải pháp mà kinh doanh online tổng thể luôn chứ không phải chỉ riêng TikTok đâu. Ví dụ như là xây website tự động này, rồi xây kênh TikTok tự động này, xây kênh YouTube tự động này, cũng như là chăm sóc fanpage một cách tự động ha. Thì nếu như các anh chị và các bạn đang theo dõi cái livestream này là chủ doanh nghiệp và cần xây những cái kênh đó thì có thể liên hệ với Bách Long ha. Rồi, không biết coi còn câu hỏi nữa không, mình sẽ kết thúc nha. Rồi, nếu mà không có anh chị nào hỏi nữa thì mình kết thúc rồi. Ok, bữa nay cái buổi stream này thì tụi mình tạm hết ha. Thì các bạn có những cái câu hỏi gì về việc xây kênh cũng như là định hướng như nào thì các bạn cứ comment ở dưới cái video này ha. Tụi mình sẽ xem và tụi mình sẽ làm những cái buổi live tiếp theo với cái nội dung mà các bạn yêu cầu ha. Đúng rồi, nếu như mà các bạn nào sau khi mà kết thúc livestream rồi mà có xem lại cái livestream ngày hôm nay á và các bạn đang gặp khó khăn gì trong cái việc kinh doanh online mà cần bọn mình làm một cái buổi livestream để giải đáp cái vấn đề của bạn á, thì bạn có thể để lại bình luận nha. Thì bên mình cũng sẽ sắp xếp những cái buổi livestream nếu như cái câu hỏi của bạn là nó là cái vấn đề mà bọn mình cảm thấy là cần livestream chia sẻ ha. Rồi. Rồi, buổi livestream đến đây là kết thúc ha và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những buổi livestream kế tiếp ạ. Bye bye. Ok và chào tạm biệt mọi người nhé.